Flycam P14 Pro với giá 790k như anh da đen và một loạt thanh niên vô tâm quảng cáo rằng quay video 4K có cảm biến né va chạm, chấp tất cả địa hình, bay được 25 đến 30 phút, cảm biến vị trí chính xác, ba la ba la. Rồi tôi đã tin và mất 790k anh em ạ. À không, nó có chức năng bay rồi tông vô tường gây tiếng ồn đuổi chuột trị ghi 90k. Thực sự, video quay 4K thì mù tịt, qua cái tủ lạnh mà tưởng sao rùi bu đầu tủ lạnh. Cảm biến né va chạm thì như cục sắt nguội, nó bay tông vô tường rầm rầm không né hay cảnh báo gì, mà nhà sản xuất có tâm tặng thêm 4 cái cánh quạt để thay sau khi né vật cản thất bại. Flycam P14 Pro này không giữ được vị trí hay đứng một chỗ trên không. Thời gian bay 25 phút thực chất là bay 5, nằm ngủ trên đất 20 phút nha anh em. Túng lại là toan, thôi lạy anh da đen với da trâu. Tiền nào của đó anh em ạ. Đừng để anh da đen da trâu lừa lửng.